社会热线电话527-7887。Cậu Sâm đã gác khu này hơn 20 năm rồi, nhưng mà thời buổi thay đổi, cậu dù sao cũng phải làm ra vẻ công minh một chút. Biểu cậu thả vợt của cậu ra không có dễ đâu. Anh Trung à, tôi biết thế lực của anh Sáu cũng khá mạnh, nhưng mà với tình cảm tham gia của anh và ảnh, chắc có thể bàn lại được mà. Nói thì rất dễ. Anh Trung à, nếu mà anh chịu lên tiếng, cậu nhất định sẽ chịu nghe thôi. Nè, ba tôi có cảm tình với anh Sâm, chưa chắc gì phải lên mặt anh đâu. Võ, cầm miệng lại đi. Hòa, bông không thể nở được lâu dài, thấy đủ rồi thì phải nghỉ ngơi. Cậu tưởng lúc nào cũng giống như là hồi phồn thịnh nhất hay sao? Cảnh sát cũng phải nể mình đó. Nếu cậu làm như vậy thì chúng tôi sẽ khó xử thôi. Tôi biết rõ, nhưng mà lần này tôi muốn nhờ ông đích thân đi cứu vợ tôi về đây. Tôi đã nói với tụi nhỏ rồi, cả chuyện này sẽ do tụi nó một mình gánh vác. Mấy con có ý kiến gì không? Bà, chuyện này hoàn toàn không có mắc mớ đến mình mà, mình không nên nhúng tay vào. Còn nếu không, tụi cảnh sát tưởng là mình có phần nữa đó. Bà, xã đoàn của mình đã đổi làm nghề đàng hoàng rồi, chỉ có một ít thành tích thôi. Cho nên con nghĩ tốt hơn hết, mình không nên dính vào những chuyện của xã đoàn khác, nhất là về Bạch Phiệt. Bà, con nghĩ ba suy nghĩ kỹ đi. Thằng Văn nói rất có lý, nhưng mà nhân tình nghĩa lý, trung tín phục tùng là nguyên tắc của Hồng Môn chúng ta đó. Nói tới cùng, cậu Hòa cũng là người trong nhà, cậu có chuyện chúng ta nên giúp đỡ. Văn à, gọi điện thoại cho cậu Sâm, hẹn cậu đi ăn cơm với ba đi. Dạ. Sâm à, cậu Hòa đã biểu mấy người anh em hôm mà bị cậu bắt đi ra nhận tội hết rồi. Còn về vợ của cậu, nếu như được thì cậu giúp đỡ cho cậu đi, nhưng mà cậu đừng có làm cho cậu khó xử nha. Anh Trung à, anh cũng biết mà, thời buổi này khác trước rồi, hơn nữa bà ta bị bắt tại hiện trường. Tôi hiểu. Nè, cạn ly. Dạ được, cạn ly. À đúng rồi, lúc này anh có gặp mặt Tiểu Mặc hay không gì? Nghe nói lúc này cậu ta rất là bận. Nó đang lo công việc ở trong tiệm bán đồ Nhật Bổn đó. Nó sợ cậu không chịu nhận nó làm con rể. Vậy là muốn làm con rể của tôi sao hả? Không chịu làm đám cưới với Jenny, chỉ ở chung tôi là cái lý gì đây? Hey, không phải tại cậu đâu, là Jenny không chịu làm đám cưới thôi. Cậu nói với tôi, sợ làm đám cưới với con nhà ngoài quán rồi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng làm cảnh sát của cậu đây. Cậu cũng sắp về hưu rồi, tới lúc đó có thể chính thức làm xui già. Càng liệt. Ông cổ à, ở ngoài có điện thoại gọi không? Tôi ra ngoài một lát nha. Được. Cô à,
Muốn gì đây? Không có gì, muốn giả mặt với ông thôi. Đi đi. Xuống xe, đứng qua một bên, mau lên. Tôi là đốc sát Lương Trấn Bang thuộc khu Cửu Long. Hỏi ông cổ thủ Trung có nhà không? Nè, bộ đây là nhà của ông hay sao chứ? Chúng tôi có lệnh lục xét. Ông ta không có ở nhà, kiếm ông có chuyện gì không? Chúng tôi tình nghi ngày 18 tháng 10 năm 91, độ khoảng trưa 2 giờ 32 phút, đã cùng với một số người đồng bọn mưu sát một ông cảnh sát tại nhà hàng Đồng Viên. Tôi tình nghi mà ông giết chết cảnh sát đó. Muốn nói cha tôi giết anh Sâm hay sao? Tôi không có nói là ông giết ông Sâm. Sao à? Ông muốn chúng tôi khai cái gì? Các vị không cần phải khẩn trương. Nếu cổ thủ Trung là trong sạch, thì những lời nói của các vị không có hại cho ông ta, mà còn giúp chúng tôi phá án. Phá án còn bà của anh, ra khỏi nhà tôi ngay. Lục xét đi. Yes sir. Đi. Qua bên kia đi. Nè, đừng có làm cho mấy đứa nhỏ nó sợ đó nha. Qua bên đi. Tôi sẽ kiện ông đó hả? Tôi sẽ đi kiện ông á. Đúng bậy đồ của tôi là tôi đền đó. Nè, đừng có phá đồ nha. Ông Lưu à, mấy người đó là ai? Mới từ Anh Quốc về, không biết gì hết. Thấy hắn có vẻ khó chịu lắm. Cái gì cũng nói làm theo nguyên tắc. Vậy là quan mới rồi hả? Chứ còn cái gì nữa? Ông là Cổ Quốc Tường à? Phải. Hôm nay em không đi nhà thương sao? Hôm nay nghỉ phép. Anh hai của ông Cổ Tiêu Ngọc đâu? Chắc là ở công ty. Ê, cẩn thận nha, coi chừng là bể đó. Ông không có tiền để nổi đâu. Suốt đời cũng không trả nổi đó. Anh dám đập đó không hả? Chuyện gì vậy? Sơ à, không cho tôi coi đó kìa. Tôi tình nghi trong đó có chứa áp phiện. Tôi mà cần chứa à? Mở mắt ra mà coi đi, mấy người coi đi. Anh ba, bình tĩnh lại đi. Tôi tình nghi cái bên kia cũng vậy. Đi kiểm soát luôn đi. Đập luôn đi. Nè, thôi đi. Không có phát hiện gì hết. Cảm ơn ông hợp tác với chúng tôi. Nếu cổ thủ Trung về, mong rằng lập tức liên lạc với chúng tôi. Nhất định. Mạnh về. Yes sir. Rút về. Cái chức của mày không mấy lớn đâu nha. Gió mạnh là thổi bay đó. Mày liệu hồn đi. Nè, nói cái gì đó hả? Cái gì? Gỡ được hai ngôi sao tôi xuống mới hay đó. Ráng chờ đi. Về Hồng Kông 8 tháng rồi, em có nhớ nước Anh hay không? Ở chung với anh đi đâu cũng vậy thôi. Hồng Kông khác nước Anh, phức tạp hơn nhiều. Nhất là anh làm trong tổ phản xã hội đen. Làm trong khâu nào cũng vậy. Anh là người trách nhiệm thì phải duy trì kỷ luật. Bất cứ người phạm pháp nào, mặc kệ nó là xã hội đen hay không, anh cũng phải chế tài. Chỉ sợ là họ không nói pháp luật với anh thôi. Họ còn dám đánh cướp ở trong tư cảnh sát nữa mà. Anh phải cẩn thận nha. Em yên tâm, anh không sao đâu. Ông Lương à, điện thoại của ông. Ờ, cảm ơn. Để anh nghe điện thoại. Alo. Không được chút dịch. Bà Lương còn ở trong. Ông đâu có muốn chúng tôi làm phiền bà chứ?
Hai ông muốn gì đây? Muốn ra ngoài giải mát với ông. Đi đi. Rõ cho ông biết, trước lúc anh Sâm bị giết, cha của tôi cũng giống như là ông vậy, chở tới chỗ này rồi thả xuống. Ông không có hề biết hiện trường đã xảy ra chuyện gì. Anh không cần phải tốn nhiều công sức. Nếu ông muốn chứng minh cổ thủ Trung là người trong sạch thì kêu ông tới báo cảnh sát gặp tôi. Anh có biết làm gì vậy tôi bắt anh bất cứ lúc nào không? Bộ cho người ta quá gian xe cũng phạm pháp sao? Tôi còn tưởng là cảnh gian hợp tác làm thầy gian gương mẫu nữa. Vậy sao? Ngừng xe đi. Dừng xe. Anh muốn trở về nhà hàng để coi coi bày vẽ của anh hay sao? Tôi thấy anh không có giống mấy người kia đâu. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, nếu vợ tôi có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ không tha cho anh đâu nha. Được. Sao đi lâu quá vậy? Gặp phải người bạn nói chuyện thôi. Anh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Ông qua ở đâu? Ở phòng cuối. Cậu nhỏ, mời ngồi. Sao hả? Chú Trung không sao à? Không sao, cảm ơn. Thật không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Tôi cảm thấy rất là ngại, phiền cậu nói lại với chú Trung giùm tôi nha. Mày nghĩ mày là ai hả? Nói chuyện với anh hai tôi như vậy đó hả? Cầm miệng, chỗ này không tới phiên mày nói chuyện đâu. Nè, cậu muốn thế nào? Mày hại cha tao rồi mày hỏi tao muốn sao à? Cậu có bằng cớ gì hay không mà nói là tôi hại cha cậu? Anh Hòa, hôm nay tụi tôi hẹn anh ra đây là muốn biết ai là người đâm thọc bên hông tụi tôi thôi. Nói như vậy thì còn nghe được một chút. Nói tới cùng mà tôi cũng là chủ quán của Hải Long xã. Đừng có sủa bậy trước mặt tôi. Con bà này à? Anh ba, anh ba, đừng mà, đừng mà, đừng mà, anh ba, đừng mà, đừng mà, bắn nó đi. Con mày, quay đi hết nó, bắn nó đi gì đi. Chém giữa gì nha, mau lên. Nè, đừng có làm lỗi nha. Anh Quả, xin lỗi nha. Lần này tụi tôi có lỗi. Để kỳ cát xin lỗi với anh sao? Đi. Sao em trả anh lại chứ? Bắn hắn là vừa. Đừng bây giờ hở ra là đánh người. Như vậy mình có thêm một cái đất rồi. Mày sợ Hồng Môn chơi không lại à? Không phải là vấn đề chịu nổi hay là không. Các vị có ý kiến gì không? Anh Trung à, Giang Sơn là do anh kiếm được mà. Bây giờ anh định truyền ngôi lại cho cậu Giang, tôi nghĩ không có ai phản đối đâu. Hơn nữa anh em trong xã đoàn rất là ủng hộ cho cậu Giang đó. Vậy thì rất tốt. Giang à, sau này con phải lãnh đạo tốt các anh em đó nghe chưa? Ba, con sợ là con quyết định không xong đâu. Hay là chờ ba giờ rồi quyết định sao đi nha. Anh khờ quá đi hả? Có em và Tiểu Ngọc ở đây giúp anh, nhất định không làm ba thất vọng đâu mà. Con hãy im đi. Võ à, con làm việc lỗ mãn quá đi. Nè, sau khi ba đi rồi, chuyện thứ nhất là con đi chung với anh hai của con, kiếm anh Hòa ra xin lỗi. Đừng có làm lớn chuyện này nữa.
Lúc này tụi cảnh sát theo dõi chúng ta dữ lắm đó. Bà ạ, có lộn không đó hả? Kêu con đi xin lỗi đó. Nếu nó không muốn hại bà đó hả, thì cảnh sát đâu có làm phiền mình đâu. Nhất định là nó chơi ba mà thôi. Cô còn nói nữa, bây giờ cô còn muốn gây thêm chuyện nữa sao? Tiểu Ngọc, hậu sự của anh Sâm, cô phải giúp Jenny lo cho đàng hoàng nha. Cô thì cô có gì cần, cô cứ quyết định giùm cho bà đi. Bà cứ yên tâm đi, con biết phải làm sao rồi. Ừ. Để con liệm chưa? Tiểu Ngọc, con có nhận xét gì về chuyện này? Con cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Đầu này anh Hòa xin bà đứng ra, không lý nào đầu kia là cho người giữ anh Sâm mà. Bà nghĩ có đúng hay là không hả? Bà cũng nghĩ như vậy. Con người của cậu Hòa không ngu như vậy đâu. Chuyện này nhất định có người xen vào. Bà nghi ngờ có người chống đối Hồng Hưng xã đó. Rất có thể. Anh hai của con hòa đồng với mọi người lắm, nhưng mà lúc làm việc ưu vô quá đoạn. Anh ba của con thì quá lỗ mãn. Chuyện của xã đoàn bà thiệt chưa được yên tâm đâu. Tiểu Ngọc, con phải thường xuyên theo dõi đó nha. Nè, cô ba đó. Con cầm lấy đi. Bà định nói với con rồi, không cần con tới đây tiễn bà mà. Con muốn thấy bà bình an lên tàu thôi. Bà, con thiệt là không hiểu, chú Sâm đâu có phải là do bà giết, tại sao bà phải bỏ đi chứ? Tường con, nhân tình nghĩa lý, trung tín phục tùng là nguyên tắc của Hồng Môn chúng ta. Bà sở dĩ phải làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho chú Sâm thôi. Con có biết không, cậu ta là nhân viên cảnh sát, không thể ngồi chung với mình được đâu à. Tuy cậu Sâm đã mất rồi, nhưng mà ba không muốn cậu không được phủ quốc kỳ. Con không phải là người trong xã đoàn, có nhiều chuyện con không có hiểu đâu. Thưa ba, con không phải là người trong xã đoàn, nhưng mà dù sao cũng là con của ba, con hiểu chứ. Anh Trung à, thế giờ lên tàu đó. Được rồi, ba phải đi. Tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận. Con biết rồi. Vậy được rồi, ba bảo trọng nha. Lát nha, anh Phi đang họp đó. Anh Hòa, cần gì phải khẩn trương như vậy? Số hàng của anh là chuyện nhỏ thôi. Còn gì chị Quyên thì chỉ là đàn bà, lên tòa dễ được giảm tội lắm. Tôi đã thông đường chứng nhân nam rồi, mai này không có cần làm người lậu nữa đâu. Làm đại lý thì còn sướng hơn. Vô lý thiệt, không thể nào như vậy được. Một chỗ kín đáo như vậy cũng bị cảnh sát phát giác nữa hay sao? Tại sao lại vô lý chứ hả? Là vì tiền thôi. Cái gì? Hồng Hưng xã đó. Nói rõ ràng một chút nghe coi. Anh đụng chạm với người ta rồi. Người ta làm buôn bán đàng hoàng và đã có căn bản, còn mình thì buôn bán bạch phiến, đâu có liên quan lợi hại gì đến người ta đâu, có phải không hả? Anh Hòa, anh suy nghĩ kỹ coi, nếu ông làm nghề đàng hoàng, ông được đi xe sang trọng như vậy à hả? Nè, với thân phận có một người ngoài cuộc nhận xét, thứ nhất anh đụng trúng người ta rồi, chữ lợi dẫn đầu, ông đương nhiên sẽ phá anh rồi. Thứ hai, bạn thân của ông Lâm Sâm sắp về hưu rồi, không lẽ cho tiền về hưu hay sao hả? Đương nhiên ông phải làm tiền ông già. Ông già lại không có đành bỏ ông.
Như vậy chứ một màn thủ tiêu ông, gài tội hại anh thôi. Nếu mà ông tính kỹ như vậy, cần gì ông phải bỏ đi? Đó chính là cao chiêu. Chiêu đó gọi là lấy lui làm tiến. Ông rời khỏi Hồng Kông, thần võ sẽ ra bên thủ tiêu anh, giành chánh ngôn thuận trả thù cho cha. Có ai dám nhúng tay vào đâu. Ông già thật là độc. Ông ở sau lưng ủng hộ cho thằng con đối phó với anh. Tôi nghĩ lần này anh chết chắc thôi. Còn vấn đề này nữa, không biết anh còn nhớ hay không. Mấy năm trước mình bị Hồng Hương xã sửa lưng một mách. Lần này anh bảo tôi phải làm sao đây? Anh Trung đã bỏ đi rồi. Người con thì còn tình cảm, người chết thì cuốn chiếu đi. Anh Hòa, Hồng Hương xã đã quay phong hết 20 năm rồi. Theo tôi thấy tới ngày hôm nay nên có người thay người lão đại đi. Ý anh muốn kêu tôi à, khởi binh đánh ổng à? Anh không còn con đường thứ hai nữa đâu. Bây giờ tụi cảnh sát theo dõi họ dữ lắm. Anh đi chỗ làm ăn của họ chơi họ hai cú. Họ ăn cũng chết, thua cũng chết. Tới lúc đó, ông lo được đầu thì mất đuôi. Chuyện này mình nhất định sẽ ăn hết trọn vẹn. Còn nữa, ông là một ông chủ quán đàng hoàng. Khi trước thần võ đánh ông trước mặt mọi người, làm sao mà ông còn mặt mũi trước mặt đệ tử của ông nữa? Làm sao mà mai mốt ra làm ăn đây? Một mình tôi làm sao chơi lại họ chứ? Anh Phi à, anh có nhận xét gì về vụ này? Từ hồi nào tới giờ tôi không có qua lại với Hồng Hân xã. Chúng ta chỉ có hai anh em thôi, vậy mà anh cũng không chịu giúp tôi một tay. Vậy là thiếu nghĩa khí với anh em rồi. Thay vì anh nói tới nghĩa khí, được, vụ này tôi sẵn sàng ủng hộ anh. Được, tôi nợ anh một lần. Nhất định như vậy. Đi, chém nó ra đi. Đi mà chém luôn. Đi, đẩy lên. Chạy mau đi, mau. Lâm Sam tuần trước đã bị giết. Theo bên ngoài nói ông ta có liên quan đến xã hội đen. Không biết có đúng gì vậy hay không. Thông qua sơ bộ điều tra, chúng tôi có kế hoạch sẽ đối phó với xã hội đen. Cảnh sát chúng tôi rất là quan tâm đến chuyện này. Vậy có ảnh hưởng đến danh tiếng của cảnh sát hoàng gia không? Dĩ nhiên là có ảnh hưởng rồi. Nhưng mà tôi không muốn thị dân tình nghi khả năng và quyết tâm đã kích tội ác của cảnh sát chúng tôi. Cho dù Lâm Sam là chuyện có thật đi, nhưng chẳng qua là một bộ phận nhỏ liên lụy đến toàn thể. Tôi tin rằng đại đa số nhân viên cảnh sát là người công bằng vô tư, tận trung chức thủ. Cái chết của Lâm Lâm và sự tàn sát lẫn nhau giữa các băng phái xã hội đen, cấp trên và dư luận bên ngoài, đã tạo cho chúng ta một áp lực rất là lớn. Tôi mong là cậu hoàn thành cái nhiệm vụ này. Yes sir, tôi nhất định không làm ông thất vọng đâu. Vậy thì tốt. Cấp trên phái cậu từ nước Anh trở về là muốn cậu diễn lại tuồng đẹp cho bên ngoài coi đó. Đừng để người ta nói tổ phản xã hội đen này làm hết mười mấy năm mà không có thành tích. Tôi không cần phải nói thì cậu phải biết. Nhưng tôi nhắc lại cho cậu biết, khu này là khu nước ngọt của xã hội đen. Nguồn máy và cơ cấu tổ chức của họ rất là quy mô, cho nên cần phải kiểm soát trong đội cảnh sát của mình có người nào thuộc xã hội đen hay không. Tôi không khẳng định như vậy, nhưng mà chắc chắn họ có đi lại với họ. Tại sao không trừng phạt trong nội bộ chứ hả? Không có bằng chứng trong tay thì không làm gì được hết cả. Giả lại bây giờ có tổ ICAC, mấy chuyện đó cậu không cần phải bận tâm đâu nha. Chuyên tâm lo vụ này đi. Cậu nên nhớ, xã Hồng Hương là quán đường lớn nhất tại khu này. Bắt đầu từ ngày mai nên cẩn thận một chút. Hai gói đồ này là của ba cô để lại.
Số tiền này là một ít tâm ý của mọi người, cô nhận lấy đi. Rất cảm ơn chú Lưu. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Cô là con của ông Lâm Sâm à? Đây là tâm ý của chúng tôi. Lời của ông nói, cha tôi gánh vác không nổi đâu. Đồ của ông, cha của tôi không dám nhận đâu. Ông Lương, tôi nhắc nhở ông phải chịu trách nhiệm với lời nói của ông. Trước khi chưa có chứng cớ, không nên quyết định sớm. Ngày thường thì chỉ biết hại người ta xuống thôi, bây giờ mày đã khóc chuột nữa. Đừng có nói bậy mà. Nè, người ta bị quê lắm rồi đó. Đừng có đè đầu đè cổ người ta xuống nữa. Còn ở đó mà nói nữa. Tôi ra ngoài làm ăn 20 năm nay rồi, không hề bị ai đụng tới sợi tóc. Lần này bị tụi khốn nạn rượt giết chạy cùng đường. Nếu không chơi tụi nó lại thì còn mặt mũi gì nữa chứ. Tổ cha nó, hở ra là kéo người tới chém. Đúng là không biết luật giang hồ là gì. Là luật giang hồ. Chú Hoài, bộ chú tưởng bây giờ là thời nhà Thanh sao? Thời bây giờ thằng nào nhanh là thằng đó ăn tôi. Tụi nó thủ tiêu mình hả? Mình dẹp luôn chỗ làm ăn của tụi nó. Nè, nếu như mọi người muốn đánh thì tôi đây không phản đối đâu. Nhưng mà lúc này cảnh sát theo dõi mình dữ lắm. Cho dù có đánh thắng thì cũng sẽ phiền phức thôi. Tôi nghĩ ông Hoài giọng phì muốn nhấn mạnh cái chỗ đó đó. Nếu mình xuất binh ra thì không những là mình phải đối phó với hai bên họ, mà đồng thời phải có trừ tụ cảnh sát nữa. Theo tôi thấy, trong hoàn cảnh này sẽ bất lợi cho chúng ta, có đúng hay không? Bây giờ mình có 7 người bị nằm nhà thương rồi. Văn à, tôi nghĩ cậu không sợ đâu cũng phải sợ đuôi đó chứ. Chú Lai à, anh hai của cháu đâu có nói là không đánh được, nhưng phải coi kỹ mới đánh thôi. Đánh lộn thì phải đánh cho nhanh đánh lẹ, muộn rồi nó nguội đi lấy cái gì đánh được chứ. Tôi không hiểu. Tôi ngồi đây lúc nãy giờ lâu như vậy cũng nghe được rất nhiều ý kiến. Tôi biết mọi người rất là muốn đánh, nhưng mà tôi cho rằng Hải Long xã xưa này có quan hệ rất tốt với mình. Lần này kết hợp với Cường Dận xã chắc chắn là có sự hiểu lầm gì thôi. Hay là như vậy, anh Hải, hàng anh qua ra bàn. Nếu bạn xong được thì mình có thể bớt lo được một đằng có lợi nhiều. Tiểu Ngọc nói rất đúng. Có thêm một người bạn hơn là có thêm một kẻ thù. Tiểu Ngọc à, anh giao chuyện này cho em đó. Được. Tụi cảnh sát đã tới rồi. À, có chuyện gì hả? Cảnh sát đi. Nè, mấy ông làm cái gì vậy hả? Bộ muốn làm gì làm sao? Cảnh sát ra! Cảnh sát đi, xét nhà đi. Nè, không được làm mẫu đó nha. Sao hả, mấy anh muốn làm gì nữa đây? Các vị đang hội họp, không phải là chúng tôi đã làm phiền chứ? Lại muốn dẹp quán đường, đóng cửa sòng bạc à? Tôi cảnh cáo ông chủ mới, đừng có giở trò nữa nha. Có chuyện xảy ra, người đầu tiên bị bắt giữ là ông đó. Ông nói cái gì đó hả? Anh em chúng tôi họp mặt ăn uống ở đây, phải xin phép ông hay sao chứ? Hội họp phi pháp tôi có thể kiện các ông. Hội họp phi pháp à? Tại sao những nhà hàng ở Hồng Kông có bao nhiêu người ngồi ăn, ông không tới bắt họ đi? Ê, hay là như vậy đi nha. Tối nào ông cũng đi bắt họ đó, thì tôi cũng có mấy chục anh em để cho ông bắt đó. Nghe được chưa? Nè, đừng cà chớ nha. Coi tao nói chuyện với ai cái đã. Anh em đâu, dọn cơm lên. Được, tôi cầm ông trước nhất. Cầm tôi à? Tôi cầm ông trước đó. Tôi tình nghi anh chính là thủ phạm đối với một thiếu nữ vị thành niên tại khu đông. Má ông phi lễ với tôi đó, dám làm gì không? Không phải là tôi nói, mà là tài liệu do nhân chứng cung cấp. Căn cứ nơi người nhân chứng, tên tội phạm ấy độ 5 feet 11 inches, tóc đen dài vàng, miệng rộng mũi to, giống như là cặp mắt chó con vậy. Mong rằng người nhân chứng không nhận ra được ông thôi. Công hắn gì cho tôi? Yes sir. Công nó lại, lại đi. Công nó nói gì nữa? 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 Ông muốn chơi tôi chứ gì? Được, tôi sẽ chơi ông tới cùng. Cầm đi. Anh Võ, anh Võ, anh Võ, anh Võ, cầm đi, anh Võ. Anh Võ, ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì hả? Trần ngang ngược quá vậy là muốn làm gì sao hả? Quá đáng rồi, quá đáng đi. Bây giờ còn hai bác à?
buồn quá đi. Hát vài bài nghe chơi hả? Ừ, có karaoke trong nhà tù đó, có muốn hát không? Đêm nay ai đưa em về được? Im đi, còn chưa sẽ chết hay sao á? Ê, chơi ngon đó hả? Đẹp quá đi. Bộ muốn đi đầu thai sao hả? Nếu không phải gấp vậy bố, tụi mình xuống cổng họ đi luôn. Cẩn thận nghe hả? Gọi xe cứu thương đi. Đêm nay ai đưa em về? Cắm miệng đi mày. Tôi đã nói với ông rồi, ông chơi với tôi không nổi đâu. À, anh Hòa hả? Tôi là Tiểu Ngọc đây. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Có chuyện muốn bàn với anh thôi. Giữa chúng ta đâu có gì phải nói chứ. Anh Hòa, cho dù bà con tôi có lỗi gì đi nữa, tôi cũng sẽ nói rõ ràng là với anh mà. Được rồi, tối mai 9 giờ đợi tôi tại nhà hàng Hán Cung ở Chim Sa Choi. Tới một mình thôi. Vậy đi. Sao tới giờ này còn chưa thấy tới vậy? Nè, gọi thử có chuyện gì không? Dạ, anh hai. Thốt rồi, chuyến này thằng Hòa có dùng nước rửa cũng không sạch đâu. Được rồi. Được, làm rất khá. Liệu một bộ đồ tay đi. Cảm ơn anh hai. Hello. Jenny à, Tiểu Ngọc đây. Ngày mai anh không có đưa đám của ba được. Tại sao vậy? Ngày mai anh phải cùng với anh hai của anh đi tới Macau làm một chút việc. Khi mà tới Macau anh sẽ phone lại cho em.
Sao chưa thấy anh em vậy? Ông Lưu à, sao không thấy anh em mình tới vậy? Còn gì nữa, Thiết Diện hồi ấy, một cô nói anh Sâm cấu kết với sao hồi đen, đâu còn ai dám tới nữa. Người lạnh lùng tình cảm là như vậy thôi à. Nếu không phải Thiết Diện hổ nói tầm bậy á, thì anh Sâm đâu đến nỗi không được phủ lá quốc kỳ. Cũng đâu có thể trách hắn được. Tương à, hai người anh của anh đi Macau không kịp trở về à? Cổ Quốc Văn đã đi Macau rồi. Chết rồi. Gọi sếp Lương đi. Khu này ban đầu thuộc Hồng Hưng xã, sau này bị Hải Long xã nuốt mất luôn. Thưa sơ, tôi muốn xin một lệnh tầm ngã. Tại sao vậy? Chúng tôi nhận được tin Cổ Quốc Văn đã đi qua Macau rồi. Tôi nghĩ hắn lấy chứng cứ tại hiện trường đã rời khỏi Hồng Kông. Hội Hồng Hưng sẽ tiến hành trả thù đối với các xã đoàn. Đêm nay Hồng Kông sẽ biến thành chiến trường. Cái gì? Cổ Quốc Văn đi Macau à? Tôi nghĩ họ sẽ tổng tiến công phá đơn vị của mình rồi. Được. Thế vì xếp Lương cà trứng như vậy, chuyến này gài tội cho họ chết luôn. Là một chi mượn dao giết người cho hắn biết tay. Vậy đi nha. Sơ à, chuyến Cổ Quốc Văn qua Macau vừa mới khởi hành thôi. Đi được bao lâu? Khoảng 15 phút. Chắc chưa ra khỏi khu vực Hồng Kông đâu. Lập tức chặn tàu về bến. Yes sir. Tại sao vậy hả? Ra tới được kìa. Được rồi. Sếp Lương ra tới được kìa. Chào sếp Lương. Chào sếp. Tụi nó xong rồi hả? Một chú Quang ở đâu vậy? Đi vòng quá giật bổn nha. Tùy em. Không gì? Không sao đâu. Hả? Hắn là hung thủ giết chết anh Sâm đó. Tính ra đi. Không biết đâu nó dài. Tính ra mau đi. Tính ra. Bị bao nhiêu viên không biết nữa. Cho bây giờ phải chờ kết quả. Tính ra đi. Bây giờ phải chờ kết quả thôi. Anh Ngọc đã thông báo cho anh Võ biết rồi. Ừ. Cảm ơn nha. Ờ. Chị à, đừng có khóc nữa. Ông có thể về được rồi. Tôi tưởng suốt đời đây chứ. Nè, anh hai của anh bị trúng đạn, vô nhà thương rồi. Má mày thì có. Sao hả? Anh hai sao rồi? Đang cấp cứu trong phòng.
Sơ à, trong này có hút thuốc lá. Xin lỗi nha cô hai. Tôi đã nói là không cho hút rồi. Anh Lưu, cảm ơn anh. Đừng có khách sáo mà. Ờ nè, tôi muốn hỏi anh nha, có phải mọi người đồng nghiệp với tôi bất mãn tôi lắm hay không hả? Cũng khó trách anh lắm. Một người làm cảnh sát 20 mấy năm, không có công cũng có lao chứ. Chỉ một câu là anh nói anh cấu kết với xã hội đen, anh xâm hạ chung cũng không được phủ lá quốc kỳ. Anh cũng biết là tôi làm theo việc chứ không nhìn người mà. Đúng ra tôi không có muốn nói đâu. Những người được phái từ nước ngoài trở về tôi cũng đã thấy qua nhiều. Làm việc gì cũng biết nhìn vào một mặt thôi. Còn tụi tôi làm cảnh sát, bị nói là cấu kết với xã hội đen. CID trong khu này làm trên 3 năm, có ai mà không qua lại với xã hội đen chứ. Anh nên nhớ rằng có qua có lại, không phải là cấu kết đâu. Bây giờ anh làm như vậy, nếu có chuyện gì xấu là cấp trên sẽ đẩy hết cho anh một mình gánh. Anh em cấp dưới không chịu giúp cho anh đâu. Lời của tôi nói là sự thật đó. Cho dù anh có trách nhiệm nghề nghiệp gấp mấy đi nữa, tới cùng cũng bị thiệt thòi là bản thân của anh thôi. Anh có biết tại sao cổ tổ Trung bỏ đi không? Chính là vì ông biết được thân phận của mình không thể qua lại với nhân viên cảnh sát, cho nên ông muốn bỏ đi cũng không muốn ra tòa để cho khẩu cung. Ông làm như vậy cũng là vì muốn anh Sâm được phủ lá quốc kỳ mà thôi. Thôi bỏ đi, người đã chết rồi, đừng có nói nhiều nữa. Ê, đây nó bậy nó bạ đi nha hả? Có phải hay không đây, nó bậy nó bạ đi hả? Ông ra được kìa, sếp luôn. Sếp à? Mình đi. Dạ, dạ. Đi. Sao hả? Mấy người đưa anh tới nó quá muộn rồi. Vậy có nghĩa là sao? Hết cách, đã tận sức rồi. Em đã ráng hết sức rồi. Anh Giang à, anh Giang à, anh Giang à, anh Giang. Thôi đi chết đi. Mày đi chết đi hả? Đi chết đi, đi chết đi. Buông, buông tao ra, buông tao ra, buông ra, buông. Mày học bác sĩ làm cái gì chứ hả? Anh hai của mình mày cứu không được. Nếu mấy người không phải làm nghề này thì anh hai đâu có bị chết. Ai biểu có người vô đây? Ra ngoài hết, ra ngoài hết, đi ra, cất súng vô đi. Nếu anh nghĩ tôi là người hại chết anh hai của anh có thể tìm tôi để trả thù. Cố Tiểu Ngọc, cái chết của anh hai của anh hãy giao cho cảnh sát chúng tôi giải quyết. Nếu không, anh Phi. Sao hả? Anh Phi. Không sao chứ. Nè, hộp anh đi thuốc đi. Khỏi cần phải lo, chuyện gì cũng có tôi lo mà. Anh Phi à. Ừ? Lần này bị như vậy thiệt là xin lỗi anh nha. Không sao đâu, tôi có cách. Trong thế giới này đâu có ai mà không có lỗi chứ. Đứng yên. Cần gì phải khẩn trương như vậy? Tôi cũng là gì tốt cho anh thôi. Nếu mà hắn khai ra rồi thì sớm muộn anh cũng sẽ chết thôi. Anh ra ngoài để mà kiếm tiền mà, có đúng vậy không? Như vậy là đã sướng lắm rồi.
Hơn nữa, anh còn phải đi Mỹ nữa mà. Mấy chuyện này đâu có ai mà muốn được chứ hả? Mình là đàn ông mà, làm chuyện lớn là phải như vậy rồi. Nè, lên xe đi. Cảnh sát đã sắp hình ra rồi. Người này chính là người hẹn anh Trung và hung thủ giết chết cậu Dân. Mình phải cho anh em đi tranh thủ nắm đầu hắn về đây để cúng tế. Mình sắp có đại chiến rồi. Mọi người hãy nhắm mà làm đi. Các vị anh em, chủ quán nhiệm trước của chúng ta anh Dân đã qua đời. Và chỗ ngồi mới này sẽ do một người mới trong Hồng Hương xã lên nỗi ngồi. Thời gian đã sắp đến, mình bắt đầu kiểm phiếu đi. Cổ Tiểu Ngọc, Tao Quyên, Cổ Quốc Võ, Cổ Tiểu Ngọc. Nè, bởi có chuyện gì à? Chuyện này bắt đầu từ anh Sâm bị giết, bà bỏ đi Đài Loan, cho tới anh Hai bị giết. Nếu tiếp tục như vậy, không biết có bao nhiêu anh em sẽ đổ máu nữa. Bỏ đi không? Cái gì chứ? Hai bên đã làm cứng nhau rồi. Để lấy lại mặt mũi của Hồng Hương xã, anh em mình phải hy sinh một phần thôi. Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Tiểu Ngọc, Đường Liệt Hào, Đường Liệt Hào. Theo tôi thấy anh Võ có cơ hội nhiều hơn đó nha. Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Quốc Võ, Cổ Tiểu Ngọc, Thi Bỉnh Nam. Nè, anh đoán thử là ai? Anh Ngọc. Cổ Tiểu Ngọc. Người nhiều phiếu là Cổ Tiểu Ngọc đó. Tuyên bố nha. Dạ. Các vị huynh đệ, người nhiều phiếu nhất là Cổ Tiểu Ngọc, và cậu Ngọc sẽ là người chủ quán mới của chúng ta. Rất cảm ơn các vị đã ủng hộ cho tôi. Cổ Tiểu Ngọc này tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm. Tôi nghĩ chỗ này sẽ thích hợp cho anh ba của tôi, Cổ Quốc Dựa. Em khờ quá đi. Tiểu Ngọc à, dù là em làm hay là anh làm thì cũng là đóng góp cho cổ gia của mình mà thôi. Một khi em có nhiều phiếu hơn anh, có nghĩa là nhiều người ủng hộ em. Em cứ nhậm chức đi. Nghi thức bắt đầu. Mời các vị trang nghiêm. Hỏi người cái gì thì người trả lời cái đó, trả lời ngắn gọn thôi. Cô nói gì? Trả lời đàng hoàng nha. Có gì nói đây là bố cảnh sát đó, chứ không phải là nhà mấy chỗ này rồi. Trả lời đi. Tôi hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Hỏi cái gì? Nè, muốn giận mặt với cảnh sát hay sao chứ? Nói đàng hoàng đi. Hả? Có gì đâu? Tôi đâu có biết cái gì đâu mà nói chứ. Làm cái gì mà không biết chứ? Có muốn gì thì nói chuyện với luật sư á. Đây đây, đem hồ sơ qua bên kia đi hả? Lên đi. Vụ án này sao? Được rồi.
Đại ca, có người bảo lãnh anh à. Tù trưởng ở nhà mày sao? Tôi cảnh cáo anh không có được đụng anh em của tôi nha. Sao, không cho đụng tới à? Bây giờ tôi cho ba người 15 phút suy nghĩ cho rõ. Xong hay không, một hồi báo cho tôi biết ngay. Mấy thằng nhóc trong phòng CID có khai gì hay không hả? Không khai gì hết, một mình gánh hết. Vất vả cho anh rồi. Đừng khách sáo mà. Tới đâu rồi? Ba người chúng tôi đã bàn rất kỹ rồi. Chúng tôi đều đồng ý cho rằng nước ngọt của tiệm 7-Eleven tại đường Thất Hàm rất rẻ, chỉ có 1 đồng 90 xu thôi. Tôi cho ba người thời gian 2 ngày để coi có tiệm nào rẻ hơn chim sa cho hay không. Anh Lưu, cầm họ xuống phòng giam. 48 tiếng đồng hồ giam. Yes sir. Tôi đã biết trước rồi mà. Hi. Jenny. À, anh Võ, sao lại đây vậy? Happy birthday to you. Cảm ơn nha. Không có gì đâu mà. Anh Tiểu Ngọc ở đâu hả? Tiểu Ngọc à? Nó không có rảnh tới mừng em đâu, nên cố tình biểu anh đem bông tới cho em đó. Nhánh này của anh. Cảm ơn. Chúc mừng em. À còn nữa, bánh sinh nhật của em đây nè, Tiểu Ngọc đã đặt sẵn rồi đó, nhưng mà là anh trả tiền. Thiệt tình đó là Tiểu Ngọc bận lắm. Anh biết chuyện nào anh được thả ra không vậy hả? Không có sao đâu mà, 2 ngày nữa sẽ thả ra. Ảnh đâu có phải bị thư kiện gì, nữ hoàng nước Anh sinh nhật cũng còn thay đổi được mà. Coi như là sinh nhật của em trễ mấy ngày thôi. Anh Võ, anh mặc cái đầy vô cảnh sát cho ảnh giùm em nha. Ok, đi hả? Long à. Cô Jenny, tôi có chuyện muốn nói với cô liên quan đến cổ Tuyên Ngọc. Vô nhà nói đi. Không cần đâu, đứng một lát tôi sẽ đi ngay. Có chuyện gì? Ảnh vì trả thù cho ba cô và anh hai của cậu đã gây mưa gió khắp nơi. Nếu kéo dài mãi như vậy, không biết phải chết thêm bao nhiêu người. Tuyên Ngọc ở ngoài làm cái gì? Tôi không hề hỏi tới. Theo tôi cô nên suy nghĩ kỹ lại. Nếu may mắn thì anh ta có thể giết được người trả được thù, nhưng mà nhất định phải ở tù. Nếu không may anh chết trong tay người ta thì rất là tai hại. Tôi không làm phiền cô nữa, mong rằng cô sẽ khuyên ảnh. Ông Lương, cảm ơn ông nhiều nha. Anh Ngọc, anh giỏi biểu tôi mang vô cho anh.
Cảm ơn nha. Có muốn hút thuốc không? À, không cần. Để tôi hút hết đã. Được. Tiểu Ngọc, trong ngày sinh nhật anh không thể đi chung với em, nhưng mẹ em rất cảm ơn quà sinh nhật của anh. Anh hãy bảo trọng nha, Jenny. Sếp Lương, đã tới giờ thả cô Tiểu Ngọc rồi. Được, cho người theo dõi 24/24. Tôi tin là tôi canh được họ. Yes sir. Thế nào hả? Lần đầu tiên ăn cơm chùa có thấy có mùi vị gì không? Nè, khó nuốt hả? Dĩ nhiên là khó nuốt rồi. Lúc mà Quay Phong ăn không nổi món đồ mấy ngàn bạc hả? Lâu lâu bị sụt một lần. Ăn cơm chùa có chạy bữa mà than cái gì chứ hả? Coi không? Anh đưa cho em coi. Ê, Jenny à, có phải là em đã mua lá bưởi cho Tiểu Ngọc tắm không hả? Nè, em về tắm một cái cho đã cho Tiểu Ngọc đi nha. Tối nay hết xui rồi, mình ra ngoài ăn một bữa cho đã. Sao hả? Ăn mừng sinh nhật cho em đó mà. Nè 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 nè, không trả lời thì cũng phải chửi một tiếng chứ. Nè, sao mày im lìm vậy hả? Thiệt là phiền quá đi hả? Nè, tưởng tôi không thấy sao? Không biết chừng nào mới có thể làm đám cưới. Hồi trước sợ việc làm của ba, xong bây giờ ba đã. Em đừng như vậy mà. Lúc nào anh lại rảnh đó, sẽ dẫn em đi tới sở đăng ký để mình đăng ký hôn nhân. Sao hả? Alo. Anh hai à. Chuyện gì? Anh em đã kiếm được hung thủ giết chết anh Văn rồi đó. Chuẩn bị đủ đơn nghề đợi tôi. Trong nhà đó. Đại ca, hung thủ giết chết anh Sam và anh Giang ở trên gác lửng đó là thằng Việt Nam, nhưng mà không biết là bao nhiêu người. Anh hai, đi đi. Ừ. Báo cáo tổng đài 7728 theo dõi Tiểu Ngọc đi tới số 8 đường Phước Vịnh. Tội phạm có hành động khả nghi, xin cho thêm người tiếp ứng. Nghe rõ.
án tôi được không vậy? Đừng nghĩ là tôi cứu anh nha. Tôi chỉ vì muốn trả thù thôi. Tôi làm cảnh sát lâu như vậy, chưa thấy ai qua như anh. Anh là người đầu tiên. Người bị chết không có liên quan đến anh. Đương nhiên là anh không có biết rồi. Tôi làm chủ quán là sẵn sàng cho người ta bắt rồi. Trời, bắt cũng vậy thôi. Anh có thể không làm kia mà. Anh không bắt tôi có được hay không? Đừng có làm bộ nữa. Anh đi đi. Anh không cần phải làm như vậy. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, có nhiều việc tự mình không thể quyết định được. Đừng tưởng là tôi sẽ cảm ơn anh nhé. Ba anh có thể trở về Hồng Kông. Chúng tôi đã điều tra rất kỹ. Cái chết của Lâm Sâm không có liên quan tới ông. Cảm ơn nhé. Sếp Lương, ký tên vào đi. Trong bản báo cáo tôi định viết là trong lúc tôi rượt bắt hung thủ giết Lâm Sâm và Cổ Quốc Dân, tôi phát hiện họ có đồng bọn. Hai người con tin bị giết chết, hung thủ và đồng bọn bị tôi bắn chết tại hiện trường. Anh thấy sao? Anh thả Cổ Tiểu Ngọc đi rồi à? Tôi làm như vậy có phải dại dột lắm không? Làm gì? Đâu có ai dám nói đúng hay là sai chứ. Mặc dù tôi có thân phận khác với anh, nhưng mà lúc cầm súng lên, chúng tôi rất là giống nhau. Câu nói này lúc xưa tôi nghe một người nói qua. Ai nói vậy? Anh Sâm. Sao ngày anh đi qua Đài Loan rồi? Cậu Văn cậu... À, được rồi, thôi đi. Con người sống chết có mạng. Đừng nói nữa. Anh Phi. Sao hả? Chuyện nhân năm ngon chứ. Tôi đã nói rồi, không cần phải nhờ Thái Lan nữa. Chứ ngày anh kiếm khẩm rồi. Anh Trung về tới rồi. Tôi cũng đã hay tin rồi. Vậy thì sao chứ? Mình đã ra mặt gây với Cổ gia như vậy, anh Trung thì đã về tới nơi rồi. Tôi nghĩ... Anh sợ à? Anh sợ ông già đó à? Anh không phải bây giờ mới nói cho tôi biết là không chứ? Tôi không có ý đó đâu. Hồng Hưng xã nói tới cùng là chủ có danh tiếng. Người mạnh ngựa mập, theo tình hình bây giờ, dù có chơi tiếp đi nữa cũng không có lợi. Hơn nữa tụi cảnh sát theo sát như vậy, đi dẹp hết mấy cái chỗ làm của mình, không có chỗ kiếm được để đủ sống. Mình khác với Hồng Hương xã, người ta có thiếu gì buôn bán đàng hoàng để kiếm tiền, nhất định họ gánh nổi kia mà. Khỏi cần phải nói nữa, bây giờ muốn gì? Đừng có giỡn chơi nữa mà. Mình hẹn anh Trung ra bàn lại, coi có đường nào đỡ được hay không. Được, để tôi hẹn chưa. Vậy tôi đợi tin anh nha. Anh Sâm, chúng ta làm bạn mười mấy năm, không có cho anh được cái gì cả. Không ngờ còn hại anh không được Phủ Quốc Kỳ nữa. À, ba. Ba đừng có quá đau buồn, sức khỏe quan trọng hơn. Ba. Chú Trung à, chú đừng có buồn nữa. Ba cho biết chú tốt với cháu lắm. Tiểu Ngọc,
Ba định là quốc sự cho anh Sâm và quốc dân đó. Ba cứ yên tâm đi, con biết phải làm sao rồi. Được, con lo đi nha. Dạ, con biết rồi. Anh Võ, thiệt phải chém thằng Hòa sao? Ê, tôi nhận được tin hắn hẹn ba tôi hôm nay phải ra đó. Hắn muốn giở trò mình phải chơi trước thôi. Đâu có thể nào mà không chém hắn được chứ. Có phải là tin giả không? Kỳ trước nó hại ba tôi giết chết anh Sâm nữa. Cũng chỉ là cái chiêu đó thôi, xưa quá rồi mà. Nếu không chém nó mới là ngu đó. Anh Võ, vậy chúng ta cần báo cho anh Ngọc biết một tiếng không? Chuyện gì cũng nói thì còn làm ăn cái gì chứ. Anh em có nạn, tôi phải giúp mà. Anh Phi, anh nợ của tôi.
Ngọc à, có phải sau này anh không cử động được nữa? Anh sẽ không sao đâu. Đừng có gạt anh. Mãi này anh không muốn người ta nhìn thấy anh nằm liệt giường. Giúp anh đi, giúp anh đi. Anh chờ Quốc Tường thử thêm một lần nữa nha. Em sẽ ráng hết sức. Anh sẽ đợi. Coi chừng anh nha. Em biết rồi. Cố Tiểu Ngọc, có chuyện gì? Tôi muốn dẫn anh đi coi cái này. Cô hãy nhận thử người bị giết có phải là chồng cô không? Cần phải chết thêm bao nhiêu người nữa anh mới chịu buông tay đây hả? Xin lỗi nha, tôi không có quen nói chuyện những chỗ này. Tôi biết là chưa có xong đâu. Tôi mong rằng anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi, đình chỉ chiến tranh. Phải nói nữa, hồi xưa tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng như vậy không ổn được. Tại sao anh lại cố chấp quá vậy? Đòi giải quyết một mình anh à? Không lẽ biết sai lầm vẫn còn tiếp tục? Chúng ta đều không quan gì cả. Tám chữ nhân tình, nghĩa lý, trung tính, phục tùng, anh cũng hiểu mà. Có lúc có nhiều chuyện nhất định phải đi làm. Cố Tiểu Ngọc, chuyện gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh giống như là hai người anh của anh vậy. Cũng không có muốn có một ngày tôi phải cùng anh. Anh là cảnh sát, là người phải bắt những người như tôi vậy. Tôi là chủ quán, dù anh em của tôi có làm chuyện gì đi nữa, tốt xấu gì cũng phải lãnh đủ hết. Về đi nha. Hôm nay cô đẹp quá. Làm phiền cô lựa đôi giày cho tôi nha. Được. Nè, hồi nãy anh Giang có chuyện nói với em phải không? Đâu có. Anh nghĩ là anh Giang bị tập nằm nhà thương. Mình làm đám cưới hình như là không có mấy tốt thôi. Em hiểu mà, thay vì đã tới rồi, chị tụi mình kỷ niệm nha. Được. Hai vị đứng sát cho chút xíu nữa. Cảm ơn. Thân mặt chút nha. Nè, tiền nợ nặng lãi tôi đã trả giùm cho anh rồi. Cảm ơn anh Phi nha. Dịp xã hội đen, đương nhiên là phải nhờ lại xã hội đen này rồi. Mấy ông cảnh sát dẹp hết mấy chục năm rồi, dẹp được cái gì hả? Tôi mới ra tay thôi, là hai đầu đều tàn hết. Cần gì phải tổ phản xã hội đen chứ hả? Thứ đột ngủ. Anh nói đúng đó. Xã hội đen mà có thời đại nào mà không có đâu chứ. Có thể nội dung trò chơi biến đổi, nhưng quy luật thì trước sau như một thôi. Tục ngữ có câu, vợ chồng là vợ chồng, binh cướp là binh cướp, không thể nào tách rời được đâu. Anh Phi à, tóm lại một câu, anh lần này chắc ăn như bắp rồi đó nha. Khoan đã, Hồng Hương xã còn có một dư binh tư lệnh dịch tân binh của lính nữa đó. Hay là như vậy, tôi và anh làm một trận bình minh quét trăng, dập tắt luôn họ. Chúng ta cảnh dân hợp tác. Sao hả? Anh Phi, anh là một người dân gương mẫu đó nha. Báo sao? Hai thằng con cũng bị như vậy.
chuyện của thằng Phi, con có nhận xét gì? Đánh luôn. Với lập trường của bà, bà thì không muốn con đánh đâu. Ờ, Tiểu Ngọc, hay là như vậy đi, con dẫn Jenny rời khỏi Hồng Kông, hai đứa đi đi. Bà đi rồi không phải quay trở về thôi. Có lúc đồ bị mùi lên rồi, không thể quay lại dạng cũ được. À, cũng là cái con đường mà thằng Tường đã đi rất đúng. Vậy con định nói sao với Jenny? Con định không có nói gì hết. Bà không có sao đâu, bà cứ yên tâm đi. Thank you.
Tất cả nghe đi, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên đầu hàng đi, nếu không chúng tôi sẽ có hành động. Chém đi! Yeah.
Sếp Lương à, tôi rất thưởng thức khả năng làm việc của anh. Từ ngày anh được phái tới đây, đã phá rất nhiều vụ án lớn, bắt được hung thủ giết Lâm Sâm, mà còn dẹp được 3 sáu đầu buôn lậu nữa. Tôi mong rằng đó là sự mở đầu tốt. Nhưng mà mấy tháng này tỷ lệ phạm tội từ khu mình gia tăng lên 80%. Lời đồn tạo cho tôi một áp lực rất là lớn. Cấp trên biểu tôi báo cáo giải thích. Tôi rất là khó nói chuyện này. Tôi nghĩ không thể điều động chức vị của anh được nữa. Mong anh thông cảm cho tôi nha. Sếp à, tôi rất rõ ràng. Mỗi lần mình có hành động gì đều nói cho người ta biết mình thành công. Không thành công là mình không có quyết tâm thôi. Anh Ngọc, ở trong này thế thế nào hả? Không được. Ít nhất không có tù quán nhiều. Ngoài kia thế nào? Còn loạn hơn hồi trước nữa kìa. Tôi đã nói rồi, bác không có hết được. Không có Hồng Hương xã sẽ có chỗ khác nổi lên thôi. À đúng rồi, đại hành động phản xã hội đen của anh lo tới đâu rồi? Không liên quan gì tới tôi nữa. Tôi bị đưa sang trường cảnh sát làm huấn luyện viên rồi. Nghỉ việc rồi. Nè, nếu anh là cảnh sát, mình có thể hợp tác nhau. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ là khắc tinh của tội ác. Nếu anh là Lưu Minh, mình hợp tác với nhau thì chúng ta sẽ là thiên hạ vô địch.